sông hôm nay đẹp nữa. Chúng ta không thấy rác trong ngày hôm nay nhờ. Dạ, dòng sông đang chuyển mình, gọi là xoay nước. Thì những cái rác thải đang bị kéo ra ngoài đại dương hết, nên bây giờ khó thấy rác lắm. Và nước nó cũng lớn và trong xanh. Chuẩn bị xuống nước. Bây giờ anh em nào đi theo tôi thì đi, còn ai mà ở lại thì ở đợi nghe chưa. Đi bơi ra sông đi kiếm bắt cá đây. Dạ thì em cứ phóng sinh. Dạ thì em cứ phóng sinh trước, rồi gia đình anh không tương xoát. Dạ đó. Em mặc đồ ngủ xuống sông bơi luôn. Sông giống như là môi trường mà em làm việc vậy đó. Em xuống sông giống như là em ở trên bờ vậy thôi. Nên em muốn mặc đồ gì cũng được, mặc đồ vest xuống sông bơi cũng được. Em coi ở trên bờ dưới như dưới nước vậy mà. Dạ. Em xem ở dưới nước giống như trên bờ. Ai, bơi dữ ha. Ai, nước hôm nay lạnh nha. Để tôi điều chỉnh hơi thở đã. Để làm ấm cơ thể lại ngang bằng với nhiệt độ của nước đó con. Ok, ổn định hơi thở. Điều chỉnh lại nhịp thở một cái hay là người sẽ hết lạnh liền. Còn tụi con thì cố gắng bơi cho nóng người đi. Thấy rồi, thấy một người đang câu bắt cá rồi.